Chào nhà, xin chào các bác nha. Em lên sóng con rửa bát Panasonic TH2. Cái con máy này sẽ là cái giá rất là phù hợp cho các bác dùng. Thì ở cái dòng TH này thì em có hai cái dòng, đó là một đấu giá và một bãi. Thì con này là hàng bãi các bác nhé. Hàng đấu giá thì nó là 8,5 triệu. Còn con này hàng bãi thì nó là 6,5 triệu. Khác nhau ở cái điểm gì thì nó chỉ khác nhau về hình thức bên ngoài thôi các bác. Hình thức của hàng đấu giá thì tất cả các phần lưng tôn này nó khá là phẳng đẹp, còn hàng bãi thì nó ở mức tương đối bình thường, không thể xuất sắc được. Lưng tôn nó sẽ có những cái vết cấn móc nhẹ, đời 2019 thôi. CD máy là 0893 TH2. Mọi chức năng hay là chất lượng thì đều ok như nhau, khác nhau một chút về độ đẹp thôi. Còn tất cả em đều bảo hành nguyên mạch, cái thứ nguyên zin hết coi nhé. TH2 chiều cao là 60 phân, chiều ngang là 55. Bác nào mà kinh tế mình cứ không kỹ quá về hình thức thì các bác cứ lấy cái dòng này cho em. Đấy, nó chả khác gì các cái dòng máy đấu giá cái cả. Thì thực ra khi các bác mua các cái dòng TL thì nó toàn bãi mà, dùng chất lượng chả khác gì đâu ạ. Đấu giá thì nó đắt hơn là vì thứ nhất là nó được bảo quản ở bên Nhật về, đi đường sân bay nó đắt hơn cả. Máy nước nóng huy ngốt rồi. Hình thức nội thất sạch đẹp, bảo hành 1 năm. Nói chung chất lượng thì như nhau thôi, không có gì khác cả. 6,5 triệu bảo hành 1 năm thôi nhé. Bác nào có nhu cầu alo cho em. Chào các bác.